Chào đón quý vị, các bạn đang đến với chương trình 360 độ khỏe đẹp Health Beauty Hashtag và tôi là Vũ Mạnh Cường. Thưa quý vị, cận thị là một tật khúc xạ rất phổ biến, đặc biệt là đối với các bạn học sinh, sinh viên, những người làm việc văn phòng. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã quan tâm đến việc là điều trị thật là hiệu quả tật khúc xạ này và phẫu thuật mắt chữa cận thị, loại bỏ cặp mắt kiến, đó là xu hướng của rất nhiều người cận thị hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình bằng chuyên mục xu hướng. Đôi mắt vốn được ví cửa sổ tâm hồn, là nơi biểu hiện cảm xúc và tâm trạng của mỗi cá nhân. Đối với những người bị tật khúc xạ thì cửa sổ ấy phải mang thêm một cặp kính. Tôi đã đeo kính từ hồi lớp 2. Sáng sớm ngủ dậy thì thật sự là không thấy đường và phải đi tìm cái mắt kính. Và những cái hoạt động như là tập thể thao hoặc là những cái như đi mưa thì thật sự rất là bất tiện. Tôi bị cận từ năm 6 tuổi. Cả hai mắt của tôi đều bị cận 8 độ và bị thêm 2 độ lặn mỗi bên nữa. Chơi mấy cái môn thể thao, chẳng hạn như môn lặn biển, tôi phải đặt cái kính lặn có độ. Thấy rất là bất tiện nên bây giờ tôi muốn quyết định mổ cận. Chúng tôi mỗi tháng có trung bình khoảng 80 bệnh nhân đến thăm khám và tư vấn trực tiếp. Tuy nhiên mỗi ngày có không ít 10 cuộc gọi đến muốn tư vấn về các chương trình phẫu thuật cận thị, và đối tượng quan tâm nhiều đến phẫu thuật khúc xạ hiện nay nằm trong nhóm từ 18 cho tới 30 tuổi. Rất nhiều các kỹ thuật mổ cận tiên tiến đã ra đời và được ứng dụng. Nhờ vậy, nhiều người đã thay đổi diện mạo và lối sống của mình sau khi phẫu thuật cận thị. Đến nay thì đã hơn một tháng sau khi tôi mổ cận và thật sự là thị lực của tôi bây giờ đã tương tự như lúc mà tôi có đeo kính trước đó rồi và tôi đã nhìn thấy được mọi thứ rất rõ. Tuy nhiên, nhiều người còn hoài nghi về phương pháp này bởi nhiều lo sợ nên thà đeo kính còn hơn đi phẫu thuật. Tôi cận 15 năm nay rồi, tôi cũng đi tìm rất là nhiều phương pháp để mổ cận. Nhưng mà tôi khá là lo lắng bởi vì bỏ ra một số tiền để mổ cận không nhỏ, nhưng mà dễ bị biến chứng, lại còn dễ bị tái cận. Thế nên là bây giờ tôi vẫn đang tìm hiểu xem là cái phương pháp nào mà nó phù hợp với những người như tôi. Vậy mổ cận có nên hay không? Và ai sẽ phù hợp với phương pháp này? Hãy cùng 360 độ khỏe đẹp Beauty Hashtag tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Và bây giờ hãy cùng với Vũ Minh Cường chào đón hai vị khách mời đến với chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Đình Minh Huy. Xin chào quý vị khán giả. Và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Anh Huy, chắc là em xin được bày tỏ cái sự ngạc nhiên khi mà gặp lại Phương Mỹ Chi. Và em nhớ là trong đầu của em nha, Phương Mỹ Chi là một cô bé mà đeo mắt kính cận dày cộp nè. Mà bây giờ thì cái thứ nhất là không còn là cô bé nữa rồi, không còn cặp mắt kiến nữa, anh nhận không ra luôn á chị. Hết rồi, bác Huy lấy của em rồi. Ủa, bác Huy lấy cặp mắt kiến? Dạ. Em cảm thấy hài lòng khi mà gỡ cặp mắt kiến ra không? Lúc mà mình mổ cận rồi, mình cảm giác như cuộc sống mình nó qua một trang mới vậy á. Những cái bất tiện khi mà mình còn đeo kính là nó được xóa hết. Và nó rất là thuận tiện cho cái việc mà em hoạt động nghệ thuật. Và cũng chợt vía là khi mà em thay đổi cái giao diện mới này thì mọi người rất là ủng hộ. Trong lúc mà Chi bị cận và Chi đeo mắt kính thì Chi đã nhảy, chứ không phải đợi tới lúc mà gỡ mắt kính ra thì Chi mới nhảy đâu. Nhảy trong cái sự hồi hộp, dạ lúc nào cũng nhảy mà trời ơi đừng có rớt nha, đừng rớt nha. Và em nhớ có một cái kỷ niệm là khi mà em đi diễn trong cái mini show của mình thì một tay mình cầm mic và một tay được khán giả tặng hoa. Mà lúc đó là mình đã diễn cho bài gần cuối rồi, mặt mày đã đổ mồ hôi và nóng lắm rồi, diễn ngoài trời thì cái mắt kính nó cứ tụt, càng ngày càng tụt, mình không có cái tay nào để mình đỡ hết. Và lúc đó mình vừa hát, mình vừa cầm bông, cái mình cứ ngước lên như vậy để cho nó đừng có rơi xuống. Thì nó có rất là nhiều cái tình huống mà nó rất là mắc cười. Phương Mỹ Chi nói là bác Huy là lấy cặp mắt kính của em ấy đi rồi, vậy thì những bệnh lý nào mình phải cần điều trị mà không có nên đeo mắt kính? Phẫu thuật cận thị cho đến ngày nay người ta vẫn được xem như là một dạng là phẫu thuật lựa chọn, hay còn gọi là phẫu thuật thẩm mỹ cho đôi mắt. Các bệnh lý mà mình có thể điều trị được đối với phẫu thuật cận thị ngày nay như là các tật khúc xạ thường gặp như là cận thị, viễn thị, loạn thị, và thậm chí ngày nay với những công nghệ phẫu thuật mới là lão thị, mình cũng có thể sử dụng laser để mình có thể giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi sự phụ thuộc kính gọng. Nếu như mình quyết định là mổ cận thì cái tuổi nào là hợp lý nhất? Lứa tuổi là một yếu tố vô cùng quan trọng khi đưa ra quyết định điều trị của phẫu thuật cận thị. Nhưng thật sự ra ngày nay cái lứa tuổi đó được mở tương đối khá là rộng.
18 cho đến 40 tuổi thì thường người ta sẽ có những cái phương pháp phẫu thuật, hoặc là sau 40 tuổi thì thật sự ra mình còn có nhiều phương pháp cũng áp dụng bằng laser với những cái phần mềm điều trị lão thị mới sau này. Và sau 40 tuổi chúng ta sẽ không phải là viễn thị đâu nha. Mọi người hay hiểu nhầm đó là bây giờ mình cận nhẹ. Sau năm 40 tuổi mình sẽ có viễn, thì cộng lại là mình huề, khỏi phải đeo kính nữa. Thật sự ra không phải như vậy. Đôi mắt của mình nó là một cấu trúc sinh học, nó không phải là một công thức toán học mà trừ với cộng thành số 0. Nếu mà bây giờ Cường có cận thị thì sau này sau năm 40 tuổi Cường sẽ là cận lão thị, và một người trước năm 40 tuổi là viễn thị thì sau năm 40 tuổi sẽ là viễn lão thị. Nó sẽ có những cái khó khăn trong cái việc khúc xạ của họ. Bác sĩ cũng nói là có rất là nhiều những phương pháp để mổ cận. Vậy thì cụ thể đó là những phương pháp nào? Ngày nay là người ta sẽ chia thành hai nhóm phương pháp chính. Nhóm phương pháp thứ nhất là nhóm phương pháp sử dụng các điều trị bằng laser. Đó là phương pháp LASIK, femtolasik hoặc đó là Relax Smile. Để người ta sử dụng cái laser để người ta điều trị lên trên cái phần trong suốt ngay phía trước tròng đen của chúng ta. Đó chính là cái giác mạc. Để chúng ta chỉnh hết cái độ cận thị, loạn thị. Tuy nhiên gần đây có thêm một nhóm phương pháp mới nữa mà nó phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, đó là phương pháp Phakic ICL. Hiểu đơn giản nó giống như là một cái thấu kính, nó có đủ độ cận, đủ độ loạn, và nó thu thiệt là nhỏ lại bằng đúng cái khoảng tròng đen của mình thôi. Chất liệu rất là dẻo và có tính tương thích sinh học rất là tốt. Và sau đó mình sẽ đặt nó lại vào bên trong mắt của mình, và nó nằm phía đằng sau móng mắt, cố định ở đó luôn. Từ nãy giờ chị nghe bác sĩ nói thì anh cảm thấy là rất là say mê. Nhưng mà trước đó khi mà quyết định mổ cận em có lo lắng không? Dạ lo lắm chứ, em là nhát lắm, em cũng rất là sợ con mắt mình nó bị dại. Tại vì mình cũng là một người hoạt động nghệ thuật, mình cũng muốn con mắt mình là cái cửa sổ tâm hồn. Nhưng mà sau khi mà mình mổ xong á thì nó ngoài cái sức mong đợi của mình, nó vừa không có đau mà con mắt mình nó lại rất là linh hoạt nữa. Bản thân em thì có rất nhiều những nỗi sợ khi mà mình quyết định mổ cận. Vậy thì hỏi bác sĩ là có những cái biến chứng khi mà mổ cận hay không? Cả các bệnh nhân mà đã từng phẫu thuật cận thị, nếu bây giờ mình hỏi họ hai câu hỏi, đó là trước mổ có sợ hay không, thì họ sẽ luôn trả lời là sợ, rất sợ. Và cho hỏi thêm một câu nữa, đó là quyết định phẫu thuật cận thị thì thấy có đúng hay không, thì họ chỉ ước là họ được làm sớm hơn một chút. Còn về biến chứng thì thật sự ra nó vẫn có thể có những cái biến chứng giống như cái tình trạng viêm, nhiễm trùng. Ngoài ra hai cái biến chứng mà mình cũng cảm thấy lo lắng nhiều nhất, đó là những cái biến chứng mà mình có thể dẫn đến giãn phình giác mạc sau phẫu thuật, và nó có thể ảnh hưởng nặng nề đến thị lực. Có những cái trường hợp giống như là những cái tổn hại bên trong mắt thì thật sự ra cũng không quá lo, bởi vì cho đến ngày nay thì những cái báo cáo trên thế giới đều cho thấy đây là một phương pháp cực kỳ hiệu quả và an toàn. Vậy thì sau khi mà phẫu thuật mổ cận á thì các bệnh nhân nên phải có những cái lưu ý như thế nào? Thứ nhất đó là sử dụng thuốc theo toa. Ngoài ra những cái lưu ý đặc biệt, ví dụ giống như trong vòng một tuần đầu tiên thì mình sẽ hạn chế không được để nước vào trong mắt. Kèm theo đó là cũng sẽ có một cái kính bảo hộ dành cho mình trong trường hợp mà mình phải đi ra ngoài. Mình có thể tập những cái bài tập nhẹ nhàng thôi để mình vẫn duy trì được một cái thể lực tốt. Thì cái đó cũng là một cách mình trở về được cuộc sống mình bình thường nhanh nhất có thể. Khép lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin được mời ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ đưa ra những lời khuyên cho những ai mà rất là muốn thoát khỏi cặp kính cận nhưng mà còn lo lắng. Đúng như là cái lời của bác sĩ nói là mình ước gì mình biết cái phương pháp này sớm hơn. Nhưng mình không có một cái bất tiện nào trong cuộc sống hết thì nó quá tốt. Khi mình mổ cái gì hay là mình làm cái gì nó cũng sẽ có những cái số ít phần trăm biến chứng. Nhưng mà nếu mà mình có cái nơi uy tín, có những cái phương pháp phù hợp thì mình sẽ không có lo. Lời khuyên của tôi dành cho tất cả các bạn mà nếu mà có nhu cầu trong việc phẫu thuật cận thị thì cái điều quan trọng nhất đó là các bạn cần phải được khám và đánh giá trước phẫu thuật thật kỹ lưỡng. Bởi vì phẫu thuật laser hay phẫu thuật Phakic ICL nó đều là những cái phẫu thuật có tính chính xác rất là cao. Do đó cái việc đo đạc với nhiều máy móc trước phẫu thuật nó lại vô cùng quan trọng. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phù hợp với phương pháp nào. Và thứ ba, chúng ta sẽ cần hiểu rõ được những cái chăm sóc trước, trong và sau phẫu thuật một cách rõ ràng, đầy đủ nhất. Thì lúc đó là lúc chúng ta sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Huy và cảm ơn Chi đã mang đến những cái thông tin rất là tích cực về phẫu thuật mổ cận. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục chương trình với một Có thể bạn nên biết. Để có đôi mắt sáng, khỏe, bạn nên áp dụng một số quy tắc sau. Quy tắc 20-20-20. Làm việc, tiếp xúc thường xuyên với màn hình kỹ thuật số hay máy tính sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, khô mắt. Tiếp xúc quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng suy giảm thị lực.
Để cải thiện, hãy thực hiện theo quy tắc 20-20-20. Cứ 20 phút làm việc là nhìn xa 20 feet, khoảng 7 mét trong 20 giây. Luôn luôn đeo kính mát. Tia UV cũng rất có hại cho mắt. Vì thế, thường xuyên đeo kính râm khi ra ngoài đường, ngay cả khi trời nhiều mây, để ngăn chặn tia UVA và tia UVB. Sử dụng kính áp tròng đúng cách. Nếu sử dụng kính áp tròng, bạn hãy thường xuyên vệ sinh kính, rửa tay trước khi sử dụng kính, làm sạch, rửa và sấy khô kính áp tròng sau mỗi lần sử dụng bằng nước vệ sinh chuyên dụng. Và lưu ý, thay kính áp tròng mỗi 2-3 tháng một lần. Không sử dụng mascara cũ. Mỹ phẩm dạng lỏng hoặc kem là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển. Vì thế, không nên sử dụng các loại mỹ phẩm để quá lâu. Đặc biệt, nên thay mascara sau mỗi 3 tháng sử dụng. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, axit béo, omega 3, lutein, kẽm, vitamin C, vitamin A là những chất rất tốt cho mắt và nó chứa hàm lượng cao trong các loại thực phẩm như rau củ quả nhiều màu sắc, các loại hải sản nhiều dầu, đạm động vật và thực vật, trái cây họ cam quýt. Những loại thực phẩm này được mệnh danh là người anh hùng giúp cho đôi mắt khỏe mạnh hơn. Thường xuyên khám mắt. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe mắt, việc khám mắt định kỳ còn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý ở mắt để kịp thời điều trị. Bạn nên khám mắt định kỳ 6 tháng một lần. Thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta rơi vào trạng thái hoang mang hỗn độn ở trong tâm trí và lúc đó chúng ta cần được chữa lành. Và khi mà chữa lành rồi thì có những con người còn mang những giá trị tích cực đến với cộng đồng, lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện truyền cảm hứng như thế. Xin chào khán giả, tôi là Hotara, người trao giải pháp như ý. Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt, thiếu thốn khó khăn cả về tài chính, tình cảm cũng như là hiểu biết xã hội. Hotara lớn lên lại mắc vào những cái sự khó khăn trong cuộc sống khi bắt đầu đi làm, khi bắt đầu kinh doanh và đặc biệt là khi bước vào hôn nhân. Việc mà mọi người không thể truyền tải cái giá trị bản thân cho người còn lại trong cuộc sống đã tạo ra cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn. Thậm chí có những đêm dài viết thơ, viết nhạc và có những cảm xúc tiêu cực buồn bã đến mức mà muốn kết thúc cuộc sống của mình. May mắn lớn nhất trong cuộc đời đó là Hotara đã được gặp một người thầy đến từ nước ngoài và đang dạy học thiền cho một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Và theo học thầy 2 năm liền và có những buổi thiền thực sự là kết nối sâu sắc với bên trong của mình. Mình được tĩnh tâm, mình được nhìn lại vấn đề, mình được hiểu biết về bản thân hơn. Và lúc này Hoa không còn nghĩ mình là nạn nhân của cuộc sống nữa. Hoa bắt đầu tư duy tích cực hơn, có góc nhìn khách quan hơn. Hotara học tập, thay đổi bản thân mạnh mẽ và học những cái chứng chỉ của nước ngoài cũng như trong nước để có đủ điều kiện để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, giúp đỡ được nhiều anh chị em hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Mọi người đã bắt đầu nhìn thấy cái sự thay đổi tích cực đó. Các anh chị em bắt đầu nhắn tin, chia sẻ câu chuyện của họ và mong muốn Hoa gỡ rối cho họ, tâm tình cùng với nhau, nâng đỡ nhau cùng bước qua những khó khăn. Và cho đến 2023 thì Hotara đã giúp đỡ cho hàng vạn cá nhân và gia đình các anh chị em những cái vấn đề của bản thân họ. Hàng ngàn người mẹ đã được chữa lành để có thể cư xử dịu dàng với con của mình, không còn mất kết nối với con nữa. Rất nhiều lãnh đạo đã có thể nói chuyện, quản lý nhân viên bằng cả sức mạnh, bằng cả KPI nhưng mà bằng cả tình yêu thương và sự trân trọng. Hotara luôn luôn tin rằng mình chỉ là một người phụ nữ bình dị và đang làm những việc bình dị. Giống như mẹ Teresa đã nói, không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta đều có thể làm những việc nhỏ nhặt với một trái tim vĩ đại. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.